Bạn đã quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay Phùng Tấn tiếp tục chia sẻ cho các bạn món thạch hoa quả, rau củ quả. Món này thì dành cho trẻ em là chính. Trẻ em thích ăn cái món này, món thạch này. Thì bình thường thì các bạn ra ngoài quán mua các cái thạch người ta làm sẵn. Thì nếu như các bạn muốn ở nhà tự tay chế biến để cho các bạn nhỏ ở nhà mình được xem bố mẹ nấu và tự nhìn thấy bố mẹ làm và sau đó ăn thì cái không khí nó sẽ khác. Đấy, thì để được chuẩn bị được cái thạch này thì mình chuẩn bị mấy dưa hấu này, mấy rau cải mình đã trần qua này, mấy cà rốt, và đây là cái nước đỗ đen mình ninh lên để lấy nước. Thì ở đây mới ít cốt dừa nữa. Ở đây mình làm có 5 loại, 5 màu khác nhau: màu cốt dừa, màu dưa hấu, màu rau cải, màu cà rốt, màu đỗ đen. Các bạn thích ăn màu gì các bạn có thể làm màu đấy, cái vị gì thì các bạn làm vị đấy. Mình hiện tại ở nhà hàng có mấy cái này thì mình làm thôi. Đấy, và một cái nguyên liệu chính nữa là cái bột rau câu. Đây cái bột rau câu nhé. Và đây là mình chuẩn bị ít đường. Mình thì mình làm quen, mình ngang ngáng, mình không cân, thì chỗ này thì chắc nó rơi vào khoảng độ tầm 6 nặng đường. 6 nặng đường thì đây là 3 gói bột rau câu. Mỗi gói này khoảng độ 2 nặng đến 2 nặng rưỡi đường. Nói chung là cái này thì tùy thuộc vào sở thích của các bạn. Nếu như các bạn muốn ăn cái thạch mà nó rắn, nó dẻo nhiều thì các bạn cho nhiều cái thạch này lên. Còn các bạn muốn ăn mà nó mềm thì các bạn cho ít thạch đi, nhưng mà ít quá thì nó sẽ không đông được đâu nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ, trước khi làm mình sẽ cắt cái thạch này vào cái bột thạch này, vào cái đường này mình trộn đều lên. Các bạn xem video của Phùng Tấn thấy hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ Phùng Tấn nhé, và ấn nút ấn cái chuông bên cạnh để nhận các video thông báo mới nhất. Nhớ đừng quên chia sẻ cho mọi người biết nhé. Cái này mình dùng bất cứ một cái gì, mình có cái gì mình dùng cái đấy, đũa cũng được, một thìa cũng được, muôi cũng được, mình đánh làm sao, mình trộn làm sao cho cái này nó đường với thạch nó thật đều vào. Bởi vì là mình không phải nấu một loại mà mình nấu 4-5 loại cơ. Thì nếu như trộn không trộn đều thì khi mình múc thì có cái loại nó sẽ bị đông quá, đặc quá, có cái loại nó sẽ bị loãng quá, mềm quá. Mình trộn đều thì khi mình múc thì mình cho vào từng loại thì nó sẽ đều. Mình trộn như thế nha. Sau khi trộn xong rồi thì nhiệm vụ của mình bây giờ là mình phải đi xay các cái này ra. Để mình xay ra nha, mình xay càng nhỏ càng ấy càng tốt nha. Mình xay mục đích là để lấy nước các bạn nha. Các bạn cho một ít nước vào xay cho nó dễ. Cái máy này dùng lâu quá gần hỏng, gần ấy mất rồi. Toàn phải che vào đây không có nó bắn ra. Đây là toàn cái đồ nó mềm nên mà xay nó cũng rất nhanh. Đấy, chỉ xay thế là xong thôi. Bây giờ mình đổ ra cái này nhé. Sau khi xay xong một màu rồi thì mình phải đi rửa qua cái này, bởi vì là nếu mà xay tiếp những cái nước kia vào thì màu nó sẽ lung tung hết. Thì mình đã vừa bị xay xong mấy thứ rồi: rau xanh, rau cải, cà rốt, dưa hấu rồi. Và còn cái nước này thì mình cứ thế mình cho vào nấu thôi, mình ninh trước rồi nhé. Đấy, còn đây là cốt dừa. Đấy, thì các bạn xem mình nấu như thế nào nhé. Bây giờ mình bắt đầu cho cái rau cải, nước rau cải xanh vào nấu trước nhé. Thì cái này thì các bạn có thể xay xong các bạn nọc luôn cũng được. Còn mình cho vào đun xong rồi mình nọc sau. Bởi vì bây giờ mình nọc thì có thể là nó chưa ra hết được chất thì màu nó không được xanh lắm. Đấy, thì mình cho thêm cái nước này vào nấu cho nó loãng bớt, cho nó nhiều, cho nắng bớt ra. Cái này thì
quên. Các bạn cứ này đun sôi lên. Chỗ này thì áng chừng chỗ này nó khoảng vào rơi khoảng độ tầm 800 ml. Các bạn đợi sôi lên nhé. Mình vừa để cho nó sôi rồi. Bây giờ sôi rồi nó tiết hết ra rồi thì cái màu rồi thì mình lọc bỏ cái này đi nhé. Đấy thì các bạn có thể lọc trước nhưng mà mình muốn để cho nó ra màu cho nó nhiều, cho nó đẹp. Nói chung hai cách làm nó chỉ khác nhau một tí thôi, không khác nhau nhiều. Đấy. Bây giờ các cái má này các bạn bỏ đi nhé. Sau khi lọc bỏ rồi thì các bạn bắt đầu cho cái bột mà đã trộn được vào nhé. Thì cái này thì mình cũng hay áng thì nước này rồi mà cân lên thì nó cũng hơi khó. Thì cái này mình áng nó khoảng độ tầm vừa 800 ml, bây giờ lọc bỏ về rồi thì giờ chỗ này chắc nó vào tầm khoảng độ 600-700 ml. Đấy thì mỗi từng đây nước thì mình cho khoảng độ 3 thì muôi nẩu này vào thì là sẽ vừa. Còn nếu như các bạn muốn ăn nó mềm hơn thì có thể cho 2 muôi 2 muôi rưỡi. Các bạn cứ cho từ từ, xong rồi các bạn dùng một cái thìa, cái đũa hoặc là một cái phới các bạn đánh cho nó đều. Thạch này thì nó rất đơn giản thôi. Đấy, các chị em ở nhà thì có con nhỏ mà thích ăn thạch thì Tết này nấu cho các cháu ăn được. Đấy, như thế là của mình giờ chỉ ngoáy một tí nữa thôi là cho có thể cho ra được nhé. Đấy, như thế là được. Thì cái thạch này thì nóng thì nó chưa được đông. Đấy, thì khoảng độ tầm các bạn để khoảng độ 1 tiếng thì nó sẽ đông chặt lại. Thì tí nữa nó đông, nó nguội ở đông thì mình lại quay tiếp tục cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình cho ra. Đấy, vậy là được một màu. Bây giờ mình nấu màu tiếp theo, màu thứ hai. Bây giờ mình nấu cái màu thứ hai. Thì cái màu này thì mình nấu bằng màu trắng. Còn gốc dừa nó cũng rất thơm. Đấy, thì mình chỉ cho cái nước trắng vào thôi. Đấy, nước lọc vào thôi, mình đun sôi thôi. Chứ mình không cho cái màu gì cả. Bây giờ sôi rồi nhé, thì các bạn lại là cho như lúc nãy khoảng độ 30. Khoảng 30 xong rồi các bạn đun sôi để nó sôi lên. Mong mắng một tí cho nó tan hết, cho nó đều nhé. Sau khi sôi rồi thì các bạn vặn thật nhỏ nửa hoặc là tắt bếp luôn được, mình vặn tí tí thôi. Các bạn cho cái cốt dừa này vào, vặn ngoáy đều. Cái cốt dừa đừng để nửa sôi mạnh nha, thì nó sẽ bị tách mất cái cốt dừa ra đấy. Đấy, các bạn cho đảo ngoáng đều tay. Tắt hẳn bếp đi. Thì cho nó dễ, nó khỏi bị tách cái cốt dừa ra. Thì nếu mà để sôi mạnh là nóng đun thì cốt dừa sẽ bị ngón cục, nó sẽ tách ấy. Đấy, ủa, thì cốt dừa rất thơm nhé. Thơm lắm. Thơm cực kỳ luôn. Đấy, thì vào màu cái cốt dừa là như thế này. Mình đổ ra thì nó đông thì mình lại quay nhé. Hai màu này. Thơm nhất là cái cốt dừa này. Đấy, tiếp tục mình nấu màu thứ ba. Vậy là mình đã nấu được xong tất cả 5 màu rồi. Cái màu cuối cùng ra là nó còn bốc khói, nhưng mà cái đầu tiên nó đã hơi đông đông rồi này. Đấy. Mình để khoảng độ tầm nửa tiếng nữa, đến một tiếng nữa nó nguội hẳn, nó đông hẳn thì mình vào mình cắt cho các bạn xem nhé. Rồi, ok. Vậy là sau khi mình để khoảng độ tầm một tiếng thì nó sẽ đông đặc như thế này được, nó cứng như này. Bây giờ mình thái ra nhé. Đấy thì đây nó cứng như này, còn các bạn mà muốn mềm hơn thì các bạn có thể cho ít cái thạch hơn thì nó sẽ mềm hơn. Đó. Bây giờ mình cho ra mình thái này, thái như này thì mình thái miếng sao để cho
Đây vì cái này là chủ yếu là trẻ em ăn là chính thì mình thái làm sao để cho miếng nó vừa ăn thôi, nó dễ ăn. Mình thái một ít một. Cái này các bạn có thể bảo quản phim kín, bọc kín vào. Các bạn bảo quản được dùng được mấy ngày nhé. Hình thù thì các bạn nếu muốn hình nó đẹp, nó nhìn nó mà yêu yêu tí thì các bạn có thể mua cái khay như cái khay đá ấy, mà nó có hình các hình trái tim ấy. Đấy các bạn nấu xong các bạn đổ vào đấy thì cái hình thù của nó sẽ đẹp. Thì mình không phải cắt thế này đâu. Thì cứ thế mình đổ ra mình ăn thôi. Còn đây là mình đổ ra bát thì mình phải cắt ra thế này. Tất cả các video của mình thì mình có biết đến đâu mình chia sẻ hết đến đấy, không giấu giếm một cái gì cả. Để các bạn xem thì các bạn cố gắng đăng ký kênh ủng hộ mình. Thì bởi vì các bạn xem các bạn có mất cái gì đâu, các bạn chỉ việc ấn đăng ký cái là xong thôi. Đấy là cái ủng hộ lớn nhất cho mình rồi. Không có khán giả thì mình không làm được các cái video như thế này đâu. Làm ra mà không có người xem, không có tương tác thì video có hay đến mấy thì nó cũng vô nghĩa. Cùng thỉnh thoảng đọc các cái comment của các bạn rất vui. Có những bạn bảo là có một chị đấy, chị bảo là chị chưa bỏ sót một cái video nào của em đấy. Đọc những cái comment như thế là mình thấy rất vui. Và hôm nọ có một bạn còn có comment là mọi người nên bỏ ra khoảng mấy chục giây để xem quảng cáo để ủng hộ chủ kênh. Đấy là cái nguồn động lực lớn nhất đấy. Ai không được như bạn ấy thì tuyệt vời. Đấy mình cắt mỗi thứ một ít, mỗi mò một ít ra đấy, để cho trộn lên cho nó đẹp. Trộn đều lên nhé, các màu cho nó nhìn cho nè. Vậy là cái thạch của mình đã hoàn thành. Đấy, như thế này là mà Tết mà các bạn cắt một cái ống nhỏ nhỏ thì mang ra đãi khách nhà của trẻ con đến chơi Tết là rất hợp lý đấy. Thì hy vọng các bạn làm theo cái cách của mình sẽ thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.